Chào các bác nông dân! Chắc hẳn các bác đã nghe tin rồi chứ? AgriForce 480, vũ khí mới nhất giúp cây trồng chống chọi với bệnh tật. AgriForce 480 chính là vị cứu tinh cho mùa màng đây. Với hàm lượng 28% P2O5 và 26% K2O, dung dịch này sẽ giúp các bác tiêu diệt nấm Phytophthora đáng sợ. Nói lời tạm biệt với tình trạng nứt thân, thối quả và mục rễ cây nhé! AgriForce 480 hoạt động như thế nào nhỉ? Dung dịch này sẽ kích hoạt hệ thống phòng thủ của cây, giúp cây sản sinh ra phytoalexin và protein PR để chống lại bào tử nấm. AgriForce 480 sẽ di chuyển khắp cây, chữa lành vết thương và ngăn ngừa lây lan. Cách sử dụng thì vô cùng đơn giản. Để phòng bệnh, các bác pha 500ml dung dịch với 200-300 lít nước. Còn để trị các bệnh như chết cành hay thối rễ, các bác pha 500ml với 200 lít nước. Riêng với trường hợp chảy nhựa thân cây, các bác có thể dùng trực tiếp dung dịch chưa pha loãng. Hãy nâng cao sức khỏe cây trồng với AgriForce 480 ngày hôm nay. Ghé thăm zrplant.vn để biết thêm chi tiết và chúc các bác có một mùa vụ bội thu.